Đó, hàng này thì rất là đẹp. Ví dụ như một cái cân này thì mọi người có thể ngâm với khoảng tầm 10 lít rượu và cho vào một cái bình 10 lít thì rất là đẹp luôn, rất là hoàn thiện. Cái hàng này này thì em rất là tươi nha mọi người nhé. Vừa về xin chào tất cả các anh chị. Thì ngày hôm nay ai muốn chơi sâm mầm mà lại to thì hôm nay lại phải gặp em rồi. Cái lô em về một cái lô sâm mầm này, em về khoảng 60 cân. Loại mầm này cực kỳ to nhá. Size này nó rơi vào khoảng tầm 15 tới 16 củ cân. Đấy là những củ vừa, còn những củ to hơn thì nó có thể đạt khoảng tầm 10 tới 12 củ. Cái hàng này thì mọi người có thể nhìn này. Nó rất là to và đẹp, hàng này trắng và bắt đầu củ nó rõ về cái phần mắt đốt đi lên. Đó, mọi người hãy nhìn này, nó sẽ chia làm khoảng tầm 3 cho tới 4 mắt. Đó, đây trên video nó ở phần tay của em. Nếu ở trong video mọi người chỉ nhìn trên tay này, nó rất là to. Đấy, có những củ. Đó, hàng này thì rất là đẹp. Ví dụ như một cái cân này thì mọi người có thể ngâm với khoảng tầm 10 lít rượu và cho vào một cái bình 10 lít thì rất là đẹp luôn. Rất là hoàn thiện. Cái hàng này này thì em rất là tươi nha mọi người nhé. Vừa về và hàng này thì mới đào. Đây khi mà ở trên luống ấy thì là củ cái phần thân của nó đã mất hết rồi và đã già và bỏ, thì bây giờ là nó đang lên một cái đầu mầm như thế này. Và bên kia thì thời điểm hiện tại là bắt đầu là nó đã lạnh nhưng mà chưa tuyết, nhưng cây thì khi mà không khí nó đã lạnh thì cái phần cây của cái sâm mầm nó đã bị khô. Đó, đây mọi người nhìn hàng rất là to nhé. Hàng này thì nó rơi vào cái loại mà 12, 13 củ rất là nhiều, da rất là trắng. Đó, và rễ cũng rất đẹp. Đây, có những cái củ thì thật sự là rễ rất đẹp. Đây, đây trong quá trình vận chuyển ấy, thì là nó có một cái điều đó là nó có cái đá thì nó tạo ra nó cái hơi nước ấy, thì là nó có những củ là nó đang bị hơi ẩm. Đó, nó bị ẩm mất một chút và nó hơi ướt. Thì cái hàng này này thì hôm nay ấy, là em thì cái này em phải cân đối giá lại thì em mới báo được giá mọi người về cái hàng này. Thì nếu mà ai mà muốn biết giá cái hàng này luôn thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368950889 và kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy. Hoặc mọi người có thể gọi cái số 0941632236. Em sẽ cho mọi người biết cái giá đấy. Đây mọi người nhìn này, em bẻ luôn một cái rễ ra rất là trắng. Đó, trên này rất là trắng. Đó, và rễ tơ rất là tơ. Đó. Cái hàng này này thì rất to, rất đẹp. Và cái lô này em mua thì cũng hôm ở trên ảnh thì nhìn nó không bằng được khi bây giờ mà về đến Việt Nam rồi. Đó, hàng rất là thơm, hàng này thì cực kỳ thơm. Và tiếp theo ấy là em vẫn về cái mã sâm mầm. Cái mã sâm mầm này này thì em vẫn là cái loại 950 này, 850 và 700-750. Nhưng cái lô 750 thì chắc phải ngày mai mới về, còn lô này là lô chủ yếu là 850-950. Cái loạt hàng này này thì mọi người có thể nhìn này. Nếu là cái hàng 950 mọi người có thể nhìn có những củ nó to như thế này và nó rất là đẹp. Đó, hàng rất là to. Đấy, nếu mà để đây là em phải đổ ra để lọc lọc hàng, bởi vì cái hàng này này là nó to đẹp và những cái củ như thế này. Đó, thì cái lô hàng nó sẵn những củ to như này thì là lọc ra để cho cả mọi người, và em cũng sẽ về những cái chuyến mà hàng riêng to như hẳn như thế này. Nhưng cái lô này thì nó sẽ riêng hàng 850 nhiều hơn. Nhưng mà vì ông chủ ấy là ông bảo với em là chúng ta phải, ông ấy bán cho em cả cái hàng to hơn, nhưng ở phía bên trong này thì về nhà em hãy lọc ra. Đó, đấy mọi người hãy nhìn này, hàng cực kỳ to và đẹp nhé. Đó, tiếp theo mọi người hãy nhìn. Đó, những cái loại mà ví dụ đây 950 rồi, quan sát nó 950 rồi 30-35 củ, hàng cực kỳ đẹp và thơm. Đó, rất là thơm và đẹp, hàng khô sạch và không thối. Đó, đầu mầm đang lên đấy mọi người nhìn, rễ tơ rất đẹp luôn. Đó, hàng rất là nhiều. Đó, nếu mà để mà chơi ấy, thì năm Tết uống thì mọi người lên chơi cái hàng này, hàng sâm mầm này luôn. Đó, rất là ok ở cái chỗ đấy. Đó, mọi người đợi em một chút để nghe điện thoại quý cô anh chị, bởi vì em có một cuộc điện thoại nên em phải nghe, em đã tắt đi mất một đoạn. Bây giờ em xin nói tiếp, đó là cái hàng này này, nếu thật sự là em vẫn phải nói là
hàng cái mùa này này chơi thì ngâm Tết uống tầm này là rất là vừa rồi đó. Hàng giá thì nó thật sự là mọi người có thể chơi liên tục, và em thì mua liên tục, về hàng liên tục và hàng mới liên tục, nên mọi người yên tâm về cái vấn đề chất lượng sâm nhé. Và em thì vẫn nhận rửa cho mọi người, hút chân không cảm rượu vẫn là hàng tươi, hàng mới. Nếu mà ai có, là khách mới của em thì mọi người có thể là em sẽ chụp lại cho mọi người cái cân hàng đấy, hoặc là mọi người mua nhiều ấy, có thể là ấy. Nhưng nếu mà là khách mới mà mua nhiều thì mọi người phải cọc thì em mới đi hàng. Đấy đó là một chia sẻ thật với mọi người như vậy đó. Còn đâu những cái hàng to như thế này, hàng 950 như thế này thì thật sự là nó rất là đẹp để mà chơi, kể cả là hàng 800 hay là 850 hay 750 thôi, nó nhỏ nhưng cái chất lượng sâm nó già 6, 7, 8 năm tuổi đó. Đấy là những cái lô, có những lô nó 8, 9 năm tuổi, có những như cái lô này thì ông chủ bảo là nó rơi vào khoảng 7 năm đó. Những cái củ sâm nó rất là già và đẹp luôn luôn như vậy. Còn cái hàng sâm to này, này thì thật sự là mọi người mua một vài cân ấy, mọi người lên một vài bình, mọi người để có những cái bình to, những cái bình 20 lít, ví dụ 2 cân mọi người ngâm một cái bình 20 lít nhé, mọi người để vào ấy, trông nó rất là đẹp và miên man. Hàng này thì nó thật sự là cũng không phải là lúc nào cũng mua được đấy. Củ sâm những cái hàng này nó chỉ thua cái gọi là sâm siêu dễ hoặc là sâm dễ ngọc thôi đấy. Còn đâu hàng cực kỳ đẹp và sáng đấy, mọi người nhìn đó, hàng thì rất là nhiều đó. Thì cái video này này em xin quay đây thôi, bởi vì thực ra thì sâm mầm thì cũng không có gì để nhiều nói, em chỉ nói để cho mọi người hiểu hơn là hàng thì em về luôn luôn là hàng mới, chứ không bao giờ em làm bán hàng cũ cho mọi người, hay là hàng để lâu, hàng lưu kho đó. Còn đâu chất lượng thì luôn luôn là mới là như vậy, là để đảm bảo cho mọi người cái độ tin tưởng và cái chất lượng, luôn luôn để cho quý cô bác anh chị có một cái chất lượng tốt nhất để dùng nhân sâm nó như thế nào. Và tại sao em lại phải đổ nó lên như này, đổ nó lên như này là để nó bay hơi nước đi, để trong quá trình bảo quản nó giữ được củ sâm ổn nhất và không tránh thối hỏng, mốc hỏng đó. Thì rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới cuối tuần vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.